Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay ngày 31 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thanh Hóa xây dựng các điểm đến an toàn hấp dẫn dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 8, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam đã trải qua hai giai đoạn phát triển về dịch vụ công trực tuyến tính từ năm 2011 đến nay. Giai đoạn 1 từ năm 2011 đến năm 2019 là giai đoạn khởi động khi số lượng dịch vụ công trực tuyến mức cao được triển khai rất ít trên phạm vi cả nước. Giai đoạn 2 từ năm 2020 đến nay là giai đoạn phát triển theo chiều rộng khi có bước phát triển đột phá về số lượng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến toàn trình mang lại hiệu quả thực sự khi người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện đơn giản, thuận tiện toàn bộ quy trình trên môi trường mạng mà không phải hiện diện tại cơ quan nhà nước. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã đạt được thành công nhưng không đồng đều giữa các bộ ngành địa phương. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước đạt 43%, tăng gấp 2,5 lần so với cuối năm 2023. Trong đó, khối bộ ngành đạt 63%, trong khi khối địa phương mới chỉ đạt 17,9%. Để bước vào giai đoạn 3, phát triển theo chiều sâu, cần tập trung vào phổ cập dịch vụ công trực tuyến toàn trình tới mọi người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu đặt ra là cuối năm 2024, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 70%, đối với các địa phương đạt tối thiểu 30%. Năm 2025, đối với các bộ ngành, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 85%, đối với các địa phương đạt tối thiểu 70%. Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng khung triển khai dịch vụ công trực tuyến để hướng dẫn các bộ ngành địa phương phổ cập dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bao gồm các nội dung chính, tái cấu trúc quy trình, thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng số, xây dựng kho dữ liệu số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, thực hiện đo lường, giám sát trực tuyến. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong chuyển đổi số, Việt Nam xác định cách tiếp cận toàn cầu, toàn diện, toàn dân, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể. Vai trò của người đứng đầu mang tính quyết định, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính. Để thực hiện thành công các mục tiêu, chiến lược về chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành địa phương cần đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trọng tâm, 4.0, 5 đẩy mạnh tăng cường, tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương phân cấp, phân quyền cho địa phương, thực hiện các thủ tục hành chính, sớm ban hành các nghị định, hướng dẫn về thủ tục hành chính, đẩy mạnh tái cấu trúc các quy trình, tái sử dụng dữ liệu liên thông, phấn đấu hoàn thành cung cấp 53 trên 53 dịch vụ công trực tuyến theo đề án số 06, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bộ phận một cửa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành đề án tuyên truyền, phổ biến về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong tháng 9 năm 2024. Chiều nay ngày 31 tháng 8, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức diễn đàn doanh nhân với chủ đề Hành trình chuyển đổi, dẫn lối tương lai. Chương trình thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp ở cả phương thức trực tiếp và trực tuyến trên fanpage của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa. Tại chương trình, các diễn giả đã thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp nhiều vấn đề liên quan đến tầm quan trọng của chuyển đổi số, thực trạng chuyển đổi số theo xu hướng thế giới, thực tế tại Việt Nam và Thanh Hóa. Cùng với đó là những thách thức, rào cản đối với lộ trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là vấn đề về tư duy, sự thống nhất, lựa chọn công nghệ và nguồn lực. Các diễn giả cũng đã trao đổi, giải pháp, tư vấn cho cộng đồng doanh nghiệp các yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Liên quan sâu đến vấn đề chuyển đổi xanh, các khách mời đã thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp mối quan hệ giữa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mục tiêu chuyển đổi xanh tác động đến quy hoạch phát triển của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Chương trình đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về các xu hướng, chiến lược và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp nắm bắt và áp dụng hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp và các diễn giả, doanh nghiệp với chính quyền, từ đó giúp giải quyết những thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực thi chuyển đổi số. Diễn đàn doanh nhân là chương trình được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa tổ chức định kỳ hàng tuần. Chương trình nhằm cung cấp kiến thức, góc nhìn của các diễn giả có chuyên môn cao đối với các vấn đề, diễn biến của thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Liên minh Chuyển đổi số DTS và Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam. Liên minh Chuyển đổi số DTS cũng đã bàn giao phần mềm khám bệnh doanh nghiệp cho Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là cho công cuộc xây dựng lại miền Nam khi nước nhà được hòa bình thống nhất, Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã quyết định xây dựng các trường nội trú tập trung, nuôi và dạy số con em đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Hệ thống các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc được ra đời đã góp phần nuôi dạy trưởng thành hơn 32.000 học sinh miền Nam. Khi mới ra miền Bắc, học sinh miền Nam chủ yếu học tập tại các ngôi trường tạm ở Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình. Từ sau năm 1955, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ, hệ thống trường học sinh miền Nam được thành lập với các loại hình, mẫu giáo, cấp 1, 2, 3 và bổ túc văn hóa tại các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội và Hà Nam. Giai đoạn này cũng có một bộ phận học sinh miền Nam được gửi sang học tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Dân chủ Đức. Từ năm 1966, khi cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ tại miền Bắc ngày càng trở nên ác liệt, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã quyết định chia nhỏ các trường học sinh miền Nam, sơ tán về các địa phương ở trung du miền núi phía Bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lạng Sơn và một số được gửi sang Quế Lâm, Trung Quốc. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975 là giai đoạn miền Bắc vô cùng khó khăn, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc, vừa tập trung chi viện tối đa cho chiến trường miền Nam. Mặc dù vậy, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ vẫn dành cho học sinh miền Nam những điều kiện tốt nhất về ăn ở học tập. Nhân dân miền Bắc cũng dành sự kêu mang đùm bọc tận tâm tận lực nhất cho những hạt giống đỏ của miền Nam thân yêu. Nhiều học sinh miền Nam sau này đã trở thành những cán bộ lãnh đạo của các cơ quan đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, trở thành các nhà khoa học đầu ngành, các doanh nhân tài năng, nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ. Không ít người trong số đó được đảng, nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý như anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân. Các thế hệ hạt giống đỏ của miền Nam đã trưởng thành và cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước, xứng đáng với niềm tin, công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ kính yêu và đồng bào miền Bắc dành cho trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt. Tối qua ngày 30 tháng 8, tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình gồm các ca khúc ngợi ca quê hương đất nước, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc và thể hiện niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng. Phần ngợi ca về xứ Thanh và sông Mã là một loạt ca khúc như Tự hào xứ Thanh, Tiếng gọi sông Mã, Ngược dòng sông Mã, Tứ Sơn ca, Quê Thanh đổi mới, thể hiện nét riêng của xứ Thanh, một vùng đất anh dũng kiên cường trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm và năng động nhạy bén trong phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới, hội nhập. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, rực rỡ sắc màu với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa kịch Lam Sơn và nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã để lại nhiều ấn tượng đối với người dân và du khách. Mỗi người dân thành phố nói riêng, người dân xứ Thanh nói chung càng thêm thấu hiểu và trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, qua đó nhân lên niềm tin yêu và tự hào để chung tay xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối qua, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hóa 1930-2020 và tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Thiệu Hóa. Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hóa năm 1930-2020 gồm 7 chương, giả soát, bổ sung, chỉnh lý một số nội dung giai đoạn 1926-1999, sưu tầm biên soạn, bổ sung mới giai đoạn 2000-2020. Cuốn sách là tài liệu quý giá giúp cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện và bạn đọc hiểu rõ hơn về vùng đất và con người Thiệu Hóa, góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương,
giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, huyện Thiệu Hóa đã trao tặng sách cho các đại biểu, nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các đảng viên, thế hệ trẻ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đối với cuộc thi sáng tác ca khúc về Thiệu Hóa, sau 4 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 52 tác phẩm của 48 tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia, lựa chọn ra 50 tác phẩm đủ các điều kiện để hội đồng giám khảo chấm xét giải. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, thể hiện nét đặc trưng về truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vươn lên của người dân Thiệu Hóa, đồng thời cũng khéo léo lồng ghép giới thiệu tiềm năng thế mạnh, thành tựu đổi mới và phát triển của huyện, cổ vũ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương và phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ 12 tác phẩm vào vòng chung kết, hội đồng giám khảo đã chọn trao 2 giải nhì cho 2 ca khúc là Chiếc Nôi Thiệu Hóa của tác giả chị Nguyễn Yên Bình và Thiệu Hóa Ân Tình của tác giả Nguyễn Hoàng Văn, Đỗ Ngọc Trung, cho 3 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các tác phẩm khác. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, là đợt nghỉ lễ dài ngày cuối cùng trong năm và được coi là một cơ hội quan trọng của ngành du lịch. Đến nay, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách nhằm tranh thủ tối đa cơ hội này để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cù Luông là một trong những điểm đến bốn mùa của xứ Thanh. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại đây luôn sẵn sàng các điều kiện để đón khách. Dự báo, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng du khách sẽ đông hơn so với cùng kỳ các năm trước. Các cơ sở đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ lưu trú, cải tạo cảnh quan các khu vực vui chơi giải trí ngoài trời, đồng thời lên kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và ẩm thực để du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Ở trên Pù Luông bắt đầu sẽ là giống như các ngày thường thôi, cũng chuẩn bị đón khách và làm vệ sinh môi trường, và chuyển thông tin đến cho khách về những chương trình cũng như các hoạt động trên Pù Luông, và nhất là cái ẩm thực ở trên đây thì khách sẽ sử dụng như thế nào, thì đối với Pù Luông cũng như các địa sở họ sẽ trao đổi với khách qua hình thức là Zalo để trao đổi với khách trước. Khi khách đến thì khách chỉ hẹn giờ và sử dụng ẩm thực tại Pù Luông. Đó là cái điều tiện lợi, khiến cho tiện lợi cũng như cho resort và khách, cho bà khách thì thấy cảm thấy thoải mái và chủ động hơn. Trong cái dịp mùng 2 tháng 9 năm nay thì tất cả các cơ sở đã thống nhất 100% là sẽ chú trọng trong cái việc về đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là an toàn phòng chống cháy nổ cho các khu nghỉ của mình. Cũng là cái mùa lúa đang rất là đẹp tại Pù Luông thì đa phần khách đến với Pù Luông sẽ tranh thủ đi tham quan các cánh đồng ruộng bậc thang, đi thác Hiêu, đi thăm hang Kho Mường. Đấy là những cái sự đặc biệt và là cái sự ưu ái của thiên nhiên ban tặng cho Pù Luông. Mặc dù dịp nghỉ lễ Quốc khánh lượng du khách sẽ không tăng đột biến như dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 vì đã qua thời gian cao điểm du lịch biển, nhưng do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên dự báo nhu cầu đi du lịch của khách trong nước sẽ cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Với lợi thế sở hữu đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch cùng với sự thân thiện về giao thông và chi phí hợp lý, Thanh Hóa sẽ là điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn. Tại các khu du lịch lớn như Flamingo Ibiza Hải Tiến City, công viên nước Sun World Sầm Sơn, trong dịp này sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện văn hóa hấp dẫn, sôi động trong suốt 4 ngày lễ như DJ show, múa lửa, hoạt náo đường phố, biểu diễn chống nước, show nhạc bên bờ biển Soul of the Sea, trình diễn cosplay hóa thân nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh Nhật Bản, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ trong dịp nghỉ lễ tại Thanh Hóa. Với những cái cơ sở vật chất được đầu tư rất là kỹ càng, chúng tôi có rất nhiều những hoạt động trải nghiệm cho các du khách ở trong nhà và sẵn sàng đón khách xuyên suốt cả 4 mùa. Rất là kỳ vọng với những chương trình, với những cái điểm nhấn sẽ mang đến cho khách hàng một cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, giữ vững hình ảnh du lịch Thanh Hóa hấp dẫn, an toàn, thân thiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản yêu cầu các địa phương, ban quản lý các khu điểm và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch, bảo đảm các trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động thông suốt, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của du khách. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đảm bảo xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu nội viện, chăm sóc, điều trị bệnh nhân nội trú, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Thông thường, vào các dịp nghỉ lễ, số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tuyến cuối của tỉnh thường gia tăng, nhất là các trường hợp bệnh nặng. Do đó, bệnh viện đã chủ động bố trí nhân lực tăng cường cho các khoa trọng điểm trong những ngày nghỉ như khoa cấp cứu, ngoại chấn thương, tiêu hóa. Đồng thời, thành lập các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu ngoại viện. Bệnh viện cũng như khoa đã lên kế hoạch và bố trí sắp xếp về thứ nhất là về nhân lực, đảm bảo đủ cơ số trực 24/24 tại trung tâm cấp cứu cũng như là trang thiết bị vật tư y tế, rồi là máy móc, thuốc men, đảm bảo là khám cấp cứu kịp thời, hiệu quả và an toàn. Ngoài trực là 24/24 tại bệnh viện thì khoa cũng đảm bảo là trực thường trú, tức là khi nào có bệnh nhân mà đến khám thảm họa hàng loạt hoặc là cấp cứu đông thì chúng tôi sẽ có những đội thường trực là huy động có mặt kịp thời khi mà có lệnh điều động. Để đảm bảo nguồn máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều đợt hiến máu ngay trước kỳ nghỉ lễ. Bệnh viện hiện có khoảng hơn 1.000 đơn vị máu, tuy nhiên thì nó có thể dao động trong các cái ngày tới vì có thể là do số lượng bệnh nhân sử dụng. Và trong ngày hôm qua, ngày hôm nay thì bệnh viện vẫn đang tiếp tục tiếp nhận các cái người hiến máu nhân đạo để tăng thêm cái nguồn máu cho bệnh viện. Mặc dù Sở Y tế Thanh Hóa chỉ yêu cầu bắt buộc đảm bảo hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân nội trú trong những ngày nghỉ, nhưng để đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân và giảm áp lực bệnh nhân đông sau kỳ nghỉ, các bệnh viện trong tỉnh sẽ tổ chức khám bệnh thông thường trong suốt kỳ nghỉ. Ngoài cái việc mà xử lý các trường hợp bệnh nhân đến cấp cứu là đương nhiên rồi, và điều trị các bệnh nhân nội trú trong những ngày lễ lớn thì chúng tôi vẫn tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và bệnh nhân vẫn được thanh toán bảo hiểm y tế giống như là các ngày thông thường. Còn riêng về cấp cứu bệnh nhân thì ban lãnh đạo cũng đã trước những ngày lễ thì cũng đã bố trí lực lượng đầy đủ đảm bảo tất cả các vị trí để mà xử lý cấp cứu cho bệnh nhân. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, ngành y tế khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu bia, tham gia giao thông an toàn, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, đảm bảo an toàn, chất lượng tốt để tránh ngộ độc thực phẩm. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu được Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa xác định là một trong ba chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn khối. Trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng đơn vị văn hóa kiểu mẫu, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức người lao động có kỷ luật kỷ cương, có nếp sống văn hóa văn minh, thân thiện là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy, ban giám đốc và lãnh đạo các khoa phòng thường xuyên khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ viên chức và người lao động không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến thực chất về chất lượng phục vụ của bệnh viện đối với bệnh nhân, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo quan trọng trong đánh giá xếp loại cán bộ. Với sự nỗ lực không ngừng, năm 2021, bệnh viện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là cơ quan văn hóa, hiện đang phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị kiểu mẫu. Mọi cái vấn đề mà tôi thắc mắc hoặc gia đình thắc mắc thì đều được trao đổi và tư vấn rất là kỹ, và mọi cái ở đây thì nói chung là về bản thân tôi và gia đình thì cũng rất hài lòng với cái cách chăm sóc và chuyên viên tư vấn ở đây. Những cái lần mà đi tái khám lại ấy, thì cũng được hướng dẫn và được tư vấn rất là chu đáo. Chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động Bệnh viện Ung bướu về những tiêu chí xây dựng văn hóa, đạo đức, con người Bệnh viện Ung bướu, để mỗi cán bộ viên chức Bệnh viện Ung bướu thấm nhuần những tư tưởng đó và biến nó thành động lực để phấn đấu, thành nhu cầu của bản thân, và không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện có 121 tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy các cấp, các đơn vị trong khối đã ban hành quy chế văn hóa công sở,
Bộ Quy tắc ứng xử, quy ước xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa, thành lập ban chỉ đạo, ban vận động xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu, trong đó xác định nội dung trọng tâm, thời gian biện pháp, trách nhiệm cụ thể của tập thể cá nhân nhằm khắc phục tính hình thức trong tổ chức triển khai thực hiện. Để giữ vững danh hiệu cơ quan kiểu mẫu đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, thì Đảng ủy, lãnh đạo ban đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thường xuyên nhắc nhở đảng viên công chức lao động thực hiện nghiêm các tiêu chí về công dân kiểu mẫu, cơ quan kiểu mẫu và 5 tiêu chuẩn đạo đức của đảng viên công chức cơ quan ban dân tộc, và tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của công chức lao động cơ quan ban dân tộc. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ sâu sát từ đảng ủy khối đến cấp ủy cơ sở, công tác xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu trong toàn đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2023, toàn khối có 70 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 58%, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó có 31 cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận kiểu mẫu. Theo quyết định số 10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, từ ngày 2 tháng 9 tới đây, mức vay chương trình này sẽ được tăng lên 25 triệu đồng cho một công trình. Đây là tin vui đối với những hộ dân đang có nhu cầu vay vốn. Bởi thực tế, từ chương trình tín dụng ưu đãi này, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có điều kiện đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch, vệ sinh, góp phần bảo vệ sức khỏe và cùng các địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trước đây, đa số người dân ở huyện Hậu Lộc đều phải sử dụng nước giếng đào, nhà vệ sinh tạm bợ, không đảm bảo sức khỏe. Ngay khi có chương trình tín dụng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tuyên truyền hướng dẫn người dân làm hồ sơ vay xây dựng công trình bể chứa nước, nhà tắm, nhà vệ sinh đạt chuẩn. Đến nay, tổng dư nợ cho vay chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện đạt gần 120 tỷ đồng, với 1.145 hộ đang vay vốn. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn để xây dựng cái công trình phụ, tức là nước sạch rồi công trình vệ sinh toàn bộ của khu gia đình. Bây giờ hiện tại đã đang sử dụng ổn định, sạch sẽ, khang trang. Đa số khách hàng sử dụng đều rất là hài lòng, bởi vì là cái vay vốn này thì đã phục vụ cho nâng cao cái đời sống sức khỏe và góp phần là vào trong cái xây dựng nông thôn mới. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với các tổ tiết kiệm vay vốn, các hội đoàn thể rà soát nhu cầu và để giải ngân được cái chương trình nước sạch vệ sinh môi trường này. Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa triển khai cho vay đối với các đối tượng là hộ gia đình sinh sống tại khu vực nông thôn miền núi chưa có công trình nước sạch, vệ sinh đạt chuẩn. Tính đến cuối tháng 8 năm 2024, dư nợ chương trình đạt hơn 2.365 tỷ đồng với gần 125.000 khách hàng đang vay vốn. Để nâng cao hiệu quả chương trình, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định nâng mức cho vay từ 10 triệu đồng trên một loại công trình trên một khách hàng lên mức vay 25 triệu đồng một loại công trình một khách hàng. Thời gian vay trả cũng được kéo dài, giúp người dân thuận tiện trong tiếp cận nguồn vốn. Thì tổ tôi hiện nay là có hơn 20 hộ là được vay cái nguồn vốn này. Thì thực ra là mọi người trong thôn, bà con rất chi là phấn khởi. Khi có cái nguồn vốn về thì bà con sẽ xây bể nước rồi xây công trình vệ sinh hợp chuẩn quốc gia để mà nâng lên để đạt được một cái thôn nông thôn mới rồi là xã nông thôn mới. Đối với cái mức vay mới thì cũng đã đáp ứng được cơ bản cái nhu cầu của các cái hộ dân ở trên địa bàn trong cái việc để xây dựng cái công trình nước sạch cũng như công trình vệ sinh. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung rà soát làm sao mà đơn giản hóa nhất cái thủ tục để làm sao mà đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu vay vốn của các cái hộ ở trên địa bàn huyện Nga Sơn. Thực tế cho thấy hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình tại các khu vực nông thôn miền núi Thanh Hóa đang sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh chưa đạt chuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống. Do đó, việc nâng mức cho vay và tiếp tục đẩy mạnh triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vay nước sạch vệ sinh môi trường sẽ giúp các hộ gia đình nông thôn có thêm nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn.
tại các đường cắt ngang dân sinh giao cắt với đường sắt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Tình trạng người tham gia giao thông vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 5 người, bị thương 1 người. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các đường ngang dân sinh, giao cắt với đường sắt. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông, như lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, vượt đèn đỏ, giao chắn khi tàu đang qua. Thực hiện kế hoạch số 344 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông đường sắt, Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa cắm chốt tại các đường ngang, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm luật đường sắt. Qua kiểm tra, vẫn còn nhiều người vượt đèn đỏ, giao chắn khi nhân viên đang đóng chắn. Thậm chí, có những trường hợp không xuất trình giấy tờ, đóng cửa bỏ đi. Trường hợp này, tổ công tác đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, yêu cầu chủ xe có mặt và lập biên bản xử phạt lỗi vượt đèn đỏ, giao chắn đường ngang. Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu ban hành kế hoạch tăng cường xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt, lối đi tự mở, đồng thời tuyên truyền phổ biến cho người dân hai bên tuyến đường sắt chấp hành tốt các quy định, không lấn chiếm hành lang. Trong thời gian tới, từ nay đến cuối năm 2024, thì tổ chức thường xuyên tăng cường xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến đường sắt. Theo quy định của luật đường sắt, khi chuông reo, đèn đỏ bật sáng, người tham gia giao thông qua đường ngang dân sinh phải dừng trước vạch dừng. Tuy nhiên, nhiều lái xe không hiểu hoặc cố tình vi phạm. Vì vậy, ngoài việc tăng cường xử lý nghiêm, thời gian tới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cần được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục hơn nữa, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, kiềm chế tai nạn giao thông đường sắt những tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024. Năm 2024, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn phấn đấu duy trì các tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Có gần 1.640 tấn thực phẩm tiêu dùng chủ yếu cung cấp ra thị trường thông qua chuỗi cung ứng và có một sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Để đạt được mục tiêu đó, thị trấn đã quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và đẩy nhanh việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận sản phẩm OCOP. Chúng tôi được hỗ trợ để đưa cái hồ sơ của mình đến đạt OCOP á, thì thị trấn cũng đã có những cái bám sát vào nội dung hướng dẫn cho bên cơ sở được hoàn thiện và đưa cử đại diện đi các lớp tập huấn để nâng cao cái trình độ kỹ năng cũng như là cái kiến thức để chúng tôi có thể áp dụng được tốt hơn trong cái quá trình sản xuất của mình. Ủy ban nhân dân thị trấn Rừng Thông cũng rất tích cực và quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các cái cơ sở kinh doanh về vệ sinh an toàn thực phẩm là 100% là phải thực hiện cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm. Ủy ban thị trấn Rừng Thông là tham mưu thành lập đoàn để kiểm tra về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cái cơ sở sản xuất kinh doanh. Tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, để đạt mục tiêu được công nhận xã an toàn thực phẩm, ngay từ đầu năm, xã cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương nghiêm túc. Đến nay, các nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Xã đang tích cực ra soát, hoàn thiện các tiêu chí để sớm được các cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận. Cuối tháng 8 thì chúng tôi về các tiêu chí an toàn thực phẩm đã đạt trên cơ sở là đạt 100% cái tiêu chí an toàn thực phẩm. Thì xã hiện nay là đang còn hoàn thiện cái hồ sơ để đề nghị được công nhận cái xã an toàn thực phẩm trong năm 2024. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu có gần 620 tấn thực phẩm tiêu dùng chủ yếu cung cấp ra thị trường thông qua các chuỗi, xây dựng được 112 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, 17 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, 11 chợ kinh doanh thực phẩm, 23 xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm và 67 xã phường thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.
Về cơ bản, phần lớn các chỉ tiêu hoàn thành đúng kế hoạch. Trong đó, một số chỉ tiêu tỷ lệ hoàn thành còn thấp như chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Từ nay đến cuối năm, các ngành địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các tiêu chí tỷ lệ đạt thấp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Chương trình thời sự đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.